Ok, xin chào anh em và chào mấy em quay trở lại với kênh YouTube của Sinh Authentic. Chào chữ tín, sống trọn đam mê và em là Long Trang. Hôm nay thì em đang có ở đây một chiếc hộp đời mới của Tissô. Anh em có thấy là sau cái năm 2021 nó hơi bị khủng hoảng một chút bởi cái đại dịch. Thì hầu như tất cả các thương hiệu đều rút gọn, giảm đơn đi cái hộp của họ và Tissô cũng vậy. Một cái thay đổi cải tiến có vẻ là nhẹ nhàng, dễ vận chuyển hơn. Tuy nhiên là em lại thấy nó có vẻ là hơi kém sang trọng một chút so với cả cái đời hộp cũ. Ok, không bàn nhiều với chiếc hộp nữa thì chúng ta sẽ đến ngay với cái sản phẩm ngày hôm nay. Hôm nay thì em đang có đây một chiếc hộp đời mới đến từ Tissô, một cái sản phẩm sale đợt cuối năm này. Và bây giờ thì em sẽ mới giới thiệu với anh em một cái chiếc Tissô cực kỳ là đẹp và cái option rất là cao cấp của nó. Và chiếc này cao cấp như thế nào thì mời anh em xem video ngày hôm nay. Và mọi cái thông tin chi tiết liên hệ mời anh em hãy gọi cho em vào số hotline là 0828 91522, hoặc nhắn tin vào số Zalo là 0973 816172 nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu kỹ hơn về cái sản phẩm ngày hôm nay. Đây, phía bên này thì sẽ là những cái nếp gấp hộp giấy, nó thể hiện cho những cái trụ sở của Tissô đó. Còn ở phía bên này thì chúng ta sẽ có một cái hộp dạng kiểu xếp hình hộp giấy như nhé. Rồi, sẽ có đầy đủ hộp sổ ở đây. Hộp này nó hơi làm nhằn một chút. Rồi em sẽ cho anh em xem thêm phụ kiện của chiếc này. Chiếc hộp này của chúng ta thì nó dạng là xếp giấy. Đó, Tissô đang chơi xếp hình rất là nhiều. Đây, đây là cuốn sổ của thương hiệu này. Và một thứ đặc biệt nữa, đó chính là thẻ Diamond Certificate. Đó, thẻ chứng nhận kim cương của chiếc Tissô Lock Automatic này của chúng ta. Và chiếc này thì cũng sẽ có đây, 8 viên kim cương 0,04 carat anh em nhé. Đó chính là những cái thông tin cơ bản về chiếc Tissô ngày hôm nay. Và giới thiệu với anh em, chúng ta đang có một chiếc Tissô Lơ Lóc, một cái phiên bản cực kỳ là quen thuộc với anh em rồi. Tuy nhiên với một cái phiên bản này, nó được nâng cấp một cái option rất là đáng giá nữa. Đó chính là chúng ta sẽ có 8 viên kim cương tự nhiên được đính trên cọc số, tạo thêm tăng thêm cái vẻ sang trọng, đẳng cấp và cực kỳ là cuốn hút cho chiếc này. Và chiếc này của chúng ta thì sẽ có cái mã hơi khác so với cái bản số là mã thường một chút. Chiếc này sẽ có cái mã quốc tế là T006.407.36.266.00. Đồng hồ làm hoàn toàn bằng thép đúc là không gỉ stainless steel, được mã PVD màu vàng. Cọc số kim cương này, chống nước ở 33, tương đương 30m. Bộ máy automatic và kính sapphire. Đó là tất cả những cái gì thông tin về chiếc tác của chiếc Tissô này. Và anh em thấy gọi một cái thiết kế cực kỳ là quen thuộc. Tuy nhiên là nó lại mang trong mình cái option rất là ngon đến với chúng ta ngày hôm nay. Một chiếc Tissô này thì vẫn mang cho mình cái thiết kế của cái bản cũ với đường kính bề mặt là 39,3mm. Nó sẽ phù hợp với đại đa số cổ tay của anh em. Và chiếc này trên tay thì cũng sẽ rất dễ đeo thôi. Size 39,3mm và có độ mỏng là 9,5mm thì trên tay anh em rất là cổ điển, rất là thanh lịch. Fit với những cái trang phục áo sơ mi thì cứ phải gọi là chuẩn soái ca luôn, vừa rất là cổ điển sang trọng, cũng rất là cuốn hút và đầy cái chất nghệ sĩ lãng tử ở đây. Bây giờ thì em sẽ rút núm ra, lúc này chức năng hacking stop sẽ hoạt động và sẽ chỉnh giờ đến múi giờ đẹp để giới thiệu kỹ hơn về dial của chiếc này cho anh em xem. Dial của chúng ta thì sẽ vẫn là một chiếc dial quen thuộc, phía ngoài sẽ là một lớp kính sapphire nguyên khối cực kỳ là trong trẻo nhưng cũng rất là cứng để bảo vệ cái dial của chúng ta. Phía trong thì sẽ là vân Gulice Cloud of Paris được đánh cực kỳ là tỉ mỉ, tinh tế và đầy đẳng cấp. Nó thể hiện trong một cái kỹ nghệ tuyệt vời của Tissô với 3 thế kỷ hình thành và phát triển. Thì Tissô đã mang cho mình những cái truyền thống và những kỹ nghệ tuyệt vời riêng của họ. Góc 12 giờ sẽ là logo của Tissô 1853. Cọc số La Mã ở góc 12 giờ, góc 3 giờ, góc 6 giờ và góc 9 giờ. Còn lại chúng ta sẽ có những viên kim cương ở đây.
rất là lấp lánh, rất là đẹp, tuyệt vời ạ. Anh em thấy đấy là từng cái chi tiết nhỏ đều được hãng hoàn thiện cực kỳ tốt. Những cái vân Gulache Cloud of Paris này được làm rất là nổi bật, tinh tế và cảm giác nó rất là 3D vậy. Logo của Tissot 1853, dòng chữ Lock Palmatic 80 và Swiss Made tất nhiên rồi. Đây là một chiếc Tissot từ Thụy Sĩ và ô lịch ngày góc 3 giờ. Một cái dial rất là cuốn hút, một cái thiết kế mà lúc nào cũng nằm trong cái danh sách những cái sản phẩm bán chạy nhất của Tissot. Thì anh em có thể biết là cái độ hot của em này như thế nào vậy ạ. Và Tissot đã không dừng lại ở đó và đã ra cái phiên bản gọi là phiên bản trùng cuối này của dòng Le Lock. Một cái phiên bản mà được đính cộng kim cương với cái thiết kế rất là đẹp và sang trọng như thế này nữa. Đi cùng với đồng hồ thì chúng ta sẽ có một bộ dây da dập vân cá sấu màu nâu rất là đẹp, và cùng với đó là khóa chống gập của Tissot rất là ngon anh em nhé. Phía sau này thì sẽ là bộ dây size 19-18 của Tissot, logo của thương hiệu Tissot 1853. Đây là mã số series của dây. Ở phía sau thì cũng vẫn là một cái sự hoàn thiện tuyệt vời, cổ điển và sang trọng của Tissot với những cái hoa văn rất là tinh tế riêng có của cái nền văn minh châu Âu. Những cái hoa văn rất là tuyệt vời mà chỉ trên đồng hồ Tissot mới có thôi. Dòng chữ Le Lock này, logo của Tissot được làm rất là đẳng cấp ở đây, tinh tế và đẹp, là đẹp mắt. Chống nước ở 33 tương đương 30m này, kính sapphire, số serial number và mechanical automatic. Chiếc này chúng ta thì sẽ là cái bộ máy được sử dụng thông dụng nhất hiện nay với Tissot, một bộ máy cực kỳ cao cấp. Hightech Engagement 23 Zwell, 23 chân kính, chạy tần số dao động là 21.600 VPH và độ tích cực tối đa lên đến 80 giờ để anh em yên tâm sử dụng và trải nghiệm một cái chiếc đồng hồ chạy rất là chuẩn, tích cực rất là cao, ngoại hình cực kỳ là đẹp, nhưng mà giá thì lại rất rất là rẻ, rất là ngon anh em nhé. Đó, ở đây thì anh em có thể quan sát ở cái ô hở này chính là cái balance wheel của chúng ta đang hoạt động rất là bền bỉ, tinh tế và tinh cận. Chi tiết máy được hoàn thiện rất là tốt, rất là đẹp mắt. Đó, quả văng được làm tỉ mỉ với những cái vân tia nắng trải ra rất là tuyệt vời. Logo của Tissot 1853 ở đây. Và bộ máy này của chúng ta thì đã được chứng nhận qua rất là nhiều thời gian là dòng máy rồi, nên là anh em yên tâm về cái độ chất lượng của chiếc này. Và với một chiếc Tissot như thế này, hãng đang bán mới với mức giá khá là cao, hơn 26 triệu cho một chiếc Tissot Diamond rất là nhiều kim cương như thế này. Tuy nhiên, ở bên em đang có vài chiếc, chỉ có vài chiếc thôi, sale với mức giá cực kỳ là ngon, cực kỳ là ngon. Và ngon như thế nào thì anh em hãy liên hệ anh em nhé. Có thể tiết kiệm được khoảng 10 triệu, hơn 10 triệu so với anh em mua mới tại hãng đấy. Vẫn có bảo hành 2 năm, cam kết chính hãng 100%. Có thể đi cùng anh em đến bất cứ một cái địa điểm tin cậy nào để kiểm tra về chất lượng của đồng hồ anh em nhé. Được phát hiện trước ngày đồng hồ fake, em đền gấp đôi giá trị luôn, lúc nào cũng được. Đó, và bây giờ thì em sẽ tiến hành ướm trên tay để anh em xem là chiếc này trên tay nó sẽ tuyệt vời như thế nào. Đây ạ, cái đeo trên tay là chúng ta có thể quát toát ra cái vẻ thanh lịch, đẳng cấp và cực kỳ là bắt sáng. Đó, đeo trên cổ tay sẽ là một cái điểm nhấn tuyệt vời cho bất cứ một cái bộ trang phục luxury nào của anh em. Và với cái độ mỏng rất là tuyệt vời như này thì fit với trang phục áo sơ mi cũng cực kỳ là đẹp mắt. Và nếu như anh em thích chiếc này, ưng nó, thì hãy liên hệ ngay với em với số hotline ở trên góc phải của màn hình 0828 91522 hoặc nhắn tin vào số Zalo là 0973 816172 nhé. Em sẽ chỉ còn vài chiếc thôi, bởi vì là Tết đã bán chiếc này rất là nhiều rồi, cực kỳ là ăn khách. Đó, cảm ơn anh em đã xem video. Nếu thấy video hay, hãy bấm vào cái nút đăng ký phía dưới, bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ một cái sản phẩm nào bên em và các bạn Zalo với em nhé. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại anh em.